Hôm nay mời chú Cầm à, nào. Cảm ơn chú Cầm. Ủa, đang chờ chút, sáng sáng hơn chút không? Đẹp trai quá, hôm nay chú Cầm đẹp trai quá. Nếu có tin Ngày vui gì mà đẹp trai nào cũng vậy thôi, đẹp trai đó. nó có sẵn mà. Nãy con có coi cái bài trên trang của chú, thấy cái bài đó hay quá, muốn chia sẻ qua bên này mà lại chia sẻ không được. Vụ gì? Anh này có Con nói gì? nói, ý con nói, nãy con có coi một cái bài trên trang của chú mà chú mới đưa lên trang của chú đó, thì cái bài đó nói về những người ở nước ngoài họ họ nhìn nhận về cái Đảng Cộng sản Việt Nam á, họ họ nêu ý kiến, con thấy rất là hay. Đúng rồi. À, con muốn chia sẻ qua bên trang của con mà chia sẻ không được. Đó. Yeah, đọc Dạ, quyền, chú Cầm có tao tao đọc quyền. dạ đó chơi kì đó, chú Cầm có thể Đang nói đi sơ lại cho mọi người nghe về cái nội dung của cái bài viết đó. không không được rồi, để tao đang coi cái này đó là lạ lạ mà, cái này đúng ra là thời chế độ cũ đây, để cho tụi mày coi. Cái này Dạ. thường 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 á, là tụi nó nói mình hay theo bám đít tàu hàng giả cái dân, nhưng mà ở đây nó có một cái điều lạ, chỗ này có một bức hình này rất ư là quý hiếm nhưng mà tao mới được Dạ. thấy được. Ở đây 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 là một bức hình chế độ cũ, và cái bức hình này chụp ngay trước cửa cái sở thú, tức là thảo cầm viên cũ, thảo cầm viên ngày xưa Dạ. đó, thấy chưa? Dạ. Mày thấy cái chữ gì Dạ. không? Lễ Lễ gì? thánh đản đức khổng tử, À. thấy chưa? Đây là cờ ba sọc nè, Dạ. cờ vàng ba sọc đỏ nè, thấy chưa? Dạ. Và cái này nó chụp năm một nó chụp trước năm 1975, tức như là trước Dạ. chế độ cũ đó, để Dạ. như vậy để cho mình hiểu rằng ở một cái thời cái chế độ mà cũ ngày xưa á, vẫn có những cái mà mình cảm thấy là đi theo vẫn bị lệ thuộc của tàu, nói thẳng là vậy đi, đúng không? Đúng rồi. Đó đó là một cái bức hình mà chứng minh cho rõ ràng, đó là taxi cũ nè, lính Mỹ là có nè, người dân có nè, taxi cũ nè, và chụp hình. Tao nhớ cái chỗ này là cái chỗ cái đường vô ngay chỗ sở thú cũ, sở thú bây giờ thảo cầm viên cũ đó, bây giờ không biết nó là Dạ, gì, tao không biết. được, vẫn là Thảo Cầm Viên chú, là đường Thảo đường bây giờ là đường Lê Duẩn á. thế đó Dạ. đó đó là trên, mày hiểu rồi. Đây đây là cái một đi ở trên nó để chữ tuần lễ văn hóa nữa nha, tuần lễ văn hóa được một tuần nữa nha. Dạ. À Còn tức đi tức là thời đó là đã có cái viện Khổng Tử, giống đúng như rồi mà thời gian sau này là những các nước, ví dụ Thụy Điển nè, Mỹ nè, đúng rồi Canada nè, thì đúng người rồi ta luôn tuyên truyền là cái viện Khổng Tử này là một cái cơ quan tuyên truyền ngầm của Trung Quốc ở đó, dưới và ở nó dưới nó ở dưới nó để một cái là dưới quyền gì đây, dưới quyền chủ tọa của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. à. Để Đúng tao share cái, để tao copy rồi xong rồi tao share cái hình này lên trang tao mới được. phát rộng rãi ra cho con cháu Đó, xài rõ ràng, nó để rõ ràng nha, dưới quyền ấy. chủ tọa của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một Dạ. cái nguyên thủ quốc gia luôn. Trong miền Nam trước năm 75 ảnh hưởng rất lớn về văn hóa Trung Quốc. Em cũng đồng ý em Mạnh Sơn, bởi vì nếu mình nhìn lại mọi sự việc Rất là nhiều dùng những cái chữ Hán tự á, dạ mà thấy rõ ràng giống như là tòa Nhà Trắng thì nó gọi là Bạch Cung hoặc là Ngũ Giác à Đài, toàn là chữ Hán dạ không, chứ đâu có. dạ và đặc biệt là cái khu chợ lớn, khu chợ lớn. Và có một cái câu chuyện này em cũng nghe truyền tai thôi, không biết anh Phạm Sơn với lại chú Cầm không biết có xác nhận có đúng không, tức là những người mà đi lính ở Việt Nam Cộng Hòa thì rất là ít có những người mà gốc Hoa tham gia, thì cái này là thực ra có là nghe có chuyện có nghe có là có cái những người gốc Hoa, bằng chứng ra ở à. trong ở tiểu đoàn tao thì cái người mà phát lương cho quân đội á, của lần chính là một anh chàng người Hoa,
anh nên là gì a sáng a sáng thường thường cái chữ người Hoa thường có cái chữ a đầu a tèo a gì đó thì thường trang là trang là a sáng ai sáng chuyên môn phải giác qua quân lương để mà phát lương cho hàng tháng cho lính đó là ông đó người Tàu đó. À, tức là làm những vị trí là những vai trò là nhạy cảm đúng không? Ví dụ quân lương hậu cần chứ không có nhờ những cái mà bây giờ họ không có bị đi ra trận chết á. Dạ đúng rồi đó, ý cháu là vậy đó, ý con là vậy đó, tức là không có thực chiến, không có ra tuyến đầu, cũng là đi lính nhưng mà ngồi trên đầu cha không à, rõ ràng chuyện đó thì cái chuyện đó nó xưa như trái đất rồi ai cũng biết cả chứ không phải là không biết, có cái đúng rồi, coi nó mất mẹ rồi, tao đau lâu rồi xong rồi, thôi để tính sao. chắc mấy bác cờ sọc mà anh biết chú cầm đang lấy rồi chơi nó xóa cái góc này chú khỏi đau về đó không rồi, tao đau về rồi mà sao nó chạy nó mất tiêu rồi tao đi kiếm bạn ra thôi, cái để tao hồi tươi xíu làm giờ bữa nay nói về vụ gì, nói về cái vụ gì vậy đây con nói tức là tao nhắc lại má tao lên tao nghe cái thằng là quỷ Phạm Xuân là nghe cái nhức đầu thiệt mà nó nói quá trời, đã nói Mai Phước đồ thiếu còn quân khúc nữa, có hai thằng ở lên rồi thôi tao chạy luôn cái đồ mà tao dắt dép chạy luôn, tao nghe nó nói nó nói đầu tiên một hai câu đầu mình còn hiểu, nó nói nhiều quá cái hết hiểu luôn đồ. Không có anh cũng vui nói vậy thôi chứ nó nói rất là hay, nhưng mà tại vì nó nói mình thì dân dốt phải không, dân dốt về đề chủ nghĩa cộng sản mà gặp nó nói tao đâu có chủ nghĩa con mẹ đâu, tao chỉ có nhớ tới quê hương tao thôi, tao chỉ đơn giản tại tao có người đơn giản mà tao chỉ nhớ vậy thôi chỉ vậy thôi. Còn bây giờ ta còn bà nói như nó thì ông có đội tao còn không biết được nào tao mò nữa. Muốn nói chị nó là phải đem sách ra rồi đem kia viết kế bên đó, còn mà không được nó chưa chắc là được, phải có máy thu âm phải không, được nói gì thu âm nói mai mốt tao bái thằng Trương làm thầy tao nha, làm sư phụ rồi có sắm thêm vị Panadol nữa không. Mà rồi để uống thuốc vô để khỏi bị nhức đầu, nó nói hồi nhức đầu quá chịu không nổi. Tình hình dịch bệnh Việt Nam mình thì tao theo dõi qua nay thì thấy đã kiểm soát được rồi. Học sinh thì có những đứa coi như đã xét nghiệm ở trong đã có âm tính đợt đầu, thì hy vọng là nó sẽ thì theo lời của ông Vũ Đức Đạm thì coi như dập dịch trong vòng 10 ngày để cho bà con cho yên tâm về ăn Tết, thì cái điều đó là cái điều đáng mừng, bởi vì không ta nói mình nghe toàn dân đồng lòng thì không có câu chuyện gì mà không làm được cả. Nó không phải như nó không phải như bên Mỹ này mỗi người mỗi ý nó khác khổ lắm, bên Mỹ bây giờ càng ngày nó càng nặng nề. Thuốc dịch thuốc hay chủng ngừa thì chưa có đầy đủ, có 1 triệu 2 triệu, mà một cái đất nước 300 mấy chục triệu mà nó có 1 2 triệu thì nghĩa địa là cái gì, không có chi nhê á. Mà hy vọng là sắp sửa tới nó có thuốc ngừa, nhưng mà nó cứ cái có cái khổ này nè, cái người dân nó đang hoang mang là ở chỗ này, nó có những nguồn tin đó là khi thuốc ngừa ra rồi chích, có một ông bác sĩ chích 2 lần thuốc ngừa rồi ổng bị mắc covid lại là chích cũng giống như không chích đó là đúng nhất. Rồi cái thứ hai nữa là chích vô ruột má tiêm vô ruột có 10 mấy 20 mạng người đã đi đai rồi đi chết rồi ruột má, thành ra vì chỗ đó thành ra nhiều khi người dân ruột má đang lưỡng lự hoang mang tư thế trong cái tư thế không biết làm sao chích hay là không chích đây, tự nhiên con người ta cảm thấy là họ hoang mang quá, và bởi vì dân tình Mỹ bây giờ thiệt mày nó khổ cái trăm bề, đã làm ăn không được nè, kinh tế xuống nè, thất nghiệp tràn lan, rồi bây giờ tin kêu bằng tin fake news, tin xạo, tin láo thì bây giờ nó ra tràn ngập. Thậm chí ta cũng vừa bớt lên có một cái ông nhà báo Mai Loan, ổng đã nói lên những đề coi như tin giả tràn lan hiện giờ đó, những người đó là những người cuồng Trump vẫn còn nuối tiếc cái thời đại của Trump, cho nên việc đó thành ra họ tạo ra những cái tin giả rồi những cái đủ trò tin trời, thành ra nó hoang mang, nó càng hoang mang thêm, cho nên vì đó rất là bức xúc. Rồi cái người dân mình không biết gì vẫn cứ ù ơ cà lơ phất phơ đụng má đứng chính giữa rồi cứ bên trái bên phải không biết đi đường nào, nó hẳn là vậy, mệt rất là mệt. Nó không phải giống như Việt Nam, cái người dân Việt Nam mình khổ cái là tin tưởng vào Bộ Y tế và tin tưởng vào chính phủ Việt Nam mình hoàn toàn tuyệt đối, chính vì chỗ đó thành ra cái dịch Việt Nam mình nó không thể nào phát triển được, nó không thể nào lây nhiễm được,
bởi vì người ta đã Ok Hoàng Nguyên, cảm ơn Hoàng Nguyên nha. rồi đó nó khổ, còn ở bên Mỹ là coi như trăm thứ tin rồi, xong mà mạnh ai nói một cách đơn ra là mạnh mà thằng nào còn lấy thủ, mạnh thằng nào còn lấy thủ thân, giống như tao mà đụng má tao chắc ăn nhức nhốt nhà xong không có đi đâu hết rồi phải re đó, như vậy đó. Trời ơi, Sẵn dịp khổ. chú sẵn sẵn dịp chú chia sẻ câu chuyện phát niêu á, thì con kể câu chuyện này rất là mắc cười. Con mắc cười luôn, tức là sao, là cái chuyện bố con luôn á. Rồi chiều này con mới về nhà nè nha. Ổng là cũng dạng như là cái theo cái phái quần chung á đó. Về nhà cái con thì con biết rồi, từ lần trước là đụng lần rồi thì con không đề cập tới, là tự ông nói à. Ông kêu chứ trời, mày mày coi là sắp tới là cái đám đảng dân chủ sẽ bị trừng trị, sẽ bị thế này thế nọ. Khổ ghê. Thế bởi vậy thì con chỉ biết cười thôi, nghe ông già con luôn đó nha. Yeah, nghe Trời ông ơi, già chứ rồi đừng nói rồi. lại. Trời ơi trời, buồn tối ngày cứ ngồi coi YouTube đó và nghe tụi nó nhai, rồi bây giờ ổng tin sái cổ luôn. Trời À, ơi, tụi nó khổ nói sao là ổng nghe vậy á, khổ vậy á, riết rồi con già thôi, con không dám gặp mặt luôn, bất công lát hai cha con gây lộn chứ không có gì hết, chú cầm biết không. Thì quá. thôi là ổng nói gì ổng nói thì thôi, rồi con đi ra. Nè, Bó tay thì cái chứ. đây nè, mày coi nè, rõ ràng bây giờ vẫn còn những cái tin như vậy nè, tin tức thời sự của cái tên gì đây? Nó thời tin thế. Tin tức thời sự nó không để nguồn nào đi vào đây nghe nè. Và sẽ không làm tổng thống nữa. Nhường chỗ đó cho ông Donald Trump. Đây là một sự thật và là một tin vô cùng mới mà thư ký của Nhà Trắng vừa tiết lộ cho hãng CNN biết. Nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao ông Biden mới bước chân vào Nhà Trắng điều hành nước Mỹ chưa đầy 10 ngày đã phải khăn gói quảng ngất để rời bỏ thủ đô Washington DC. Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trong 10 ngày vừa qua, người dân của Mỹ cho biết ông Joe Biden chưa làm được một điều gì cho nước Mỹ. Trong 10 ngày cầm quyền Nhà Trắng, ông Joe Biden chưa làm được một việc lớn cũng như một việc nhỏ gì cho Hoa Kỳ. Chính vì vậy, hơn 300 triệu người dân của nước Mỹ đều đổ xô xuống đường bày tỏ mối bức xúc và nói rằng hãy... Ủa, mà vậy mà nó bọn đưa tin được, tao cũng lại đó luôn. Cái kênh này có phải cái tên là tin tức Hoa Kỳ không chú Cầm? Không, đó là Tin tức nước Mỹ gì đó. tin tức thời sự. À, Thấy chưa? cái tên trang nó nằm dưới á, không, tên trang nó nằm dưới á. Còn cái đó như là cái tên bài thôi à. Không, tin trang không thấy, để tin trang là tin À, hay. sao có avatar của ông Thạch Bích trong đây đó vậy? Ông này cũng nghe coi cái tin này hay Đâu, sao vậy? tao có thì của avatar của nó đưa cho tao mà. Nó nói anh coi cái này tới tới bây giờ mà nó còn ngáo như vậy thì mày nghĩ mà coi hay to hay sắp sửa Trung Bắc sắp sửa làm tổng thống trở lại rồi. Đồ má tao chưa đồ má chưa từng thấy đồ má mệt vậy cái đồ khổ Mới này rõ nó ràng. mới này nó không mới này không phải nó ngáo đâu chú Cầm ơi, tức là nó biết nhưng mà cố tình nó biết là nó cuốn những fan người ta lao vào cái cuồng này nè, nó lừa để nó lấy view, nó câu view được ngày nào hay ngày đó thôi, chứ làm sao mà tụi nó không biết được chú Cầm, biết không. Bởi Thực vậy tao chất mới cái nói bản vậy. chất bẩn của nó là tụi nó lừa fan, nó lừa những người mà gọi là theo dõi kênh đó để nó lấy view. Bởi tao mới nói mày phải chỉ cái YouTube á, mà nó không có cái nút mà nhấn mà để kiếm tiền á, thì đồ qua Kiếm xã tiền. hội của mình nó yên bình lắm. Yeah. Mấy này nó vì tiền vì view không chứ tụi nó. Thiệt mày có những cái thằng mà nó ngáo chưa từng thấy trên đời luôn các bạn. Cái thằng mình nói là cái thằng mà chủ cái kênh để mà nó đưa phát tán nữa, cái đó đó trời À. ơi, tao chưa thấy thằng nào giống như tụi này trên trời, nó điên khùng đến mức độ vậy, mệt ghê. Sao nó đập lại người ta còn nghe tốt không mà sao nó có tiếng vang trở lại rồi Có chừng bên chú á, vẫn còn vậy mà. chú có mở thiết bị nào nữa không? Không, Rồi chú nghe rõ chưa? tao thì nghe mày rõ nhưng mà khi mà tao nói thì tao thấy nó cái echo của nó echo nó lặp lại. Bên chú như đang mở nhạc mở gì thì phải, Không, có thằng nghe nhỏ nó đang chơi cái iPad rồi, đúng rồi, có âm thanh đúng không? nhưng mà cái tiếng của tao kìa nó lặp lại thì thôi. Thì đó, Con muốn nói cái chuyện gì nữa không? chú chia sẻ về cái bài của chú đi, cái bài nãy con nói đề cập mà mấy người ở nước ngoài họ nói về chế độ một đảng ở cộng sản ở Việt Nam á chú, cái bài nãy chú lên trang á, Rồi thì tao đưa cho nói rồi. sơ về nội dung của bài đó, chú nói sơ về.
Tôi nói sơ về cái nội dung của cái bài đó cho mọi người nghe. Thì dài lắm, tao viết dài bài, tao tính dài thôi, cái đề mà tao Tổng chia thể sẻ thôi. tổng thể Chứ nói chi tổng thể thôi. tao nói cho mày nghe nè. Thì kiểu cái đây nữa, người nước ngoài họ đã thấy Việt Nam mình và nó làm được những cái mà hầu như thế giới không làm được, và họ rất là thán phục thôi. Nhưng có một cái điều là mình cái đây mình không phải là mình lấy cương vị mình người dân mình nói, nhưng mà có cái điều đây là mình tóm tắt lại những cái mà sơ lược và những người mà người ta nhận xét sơ sơ về đất nước Việt Nam mình đó. Thì tới ngay giờ phút này họ vẫn cảm thấy là người Việt Nam mình là đất nước Việt Nam mình là số 1 về vấn đề chống dịch. Thì tao chỉ gom những cái ý cứ người chút trên việc đó ra, mà tao nói về đó là rất rất chính xác, đó là những cái mà mình lấy được những cái người chính xác thôi. Thì không có đây mình không có nói chuyện về bạn, càng ngày thì những cái kẻ mà chống phá Việt Nam mình nó càng ngày nó lại càng chột dạ và nó càng lùi bước, nó hẳn là vậy. Bây giờ chẳng còn đứa nào cả đâu rồi, nói rồi đại khái thì nói mà có kiểu như ngoan cố rồi chụp mũ rồi làm những chuyện đó, nó nói về lý lẽ và nó có tính thuyết phục thì không có, không có nào cả. Tới bây giờ không có một cái diễn đàn nào nói về Việt Nam mình mà nói về một cách thuyết phục, mà nói mà có tâm mà có tầm mà để cho mình nghe, mình gật đầu mình gật gù, chẳng có mà không có cái diễn đàn nào coi được. Toàn là những cái thứ mà nó toàn là chuyện trời ơi đó. Ví dụ như vậy, nói Việt Nam mình là sợ Tàu hèn dạ với giặc ác với dân này kia bị Tàu tổng mua rồi, nói chung là những cái chuyện mà mình nghe xong mình bật cười thôi, mình ngồi mình cười thôi, thế thôi. Chứ còn cái chuyện bây giờ nó thẳng đâu phải là mình nói đâu, tất cả mọi người đều phải công nhận cái điều đó mà. Dập dập dịch đi Việt Nam như vậy mới là xứng tầm. Có nghĩa là có hôm qua Thái Liên Hoàng gọi anh gọi chú thì nó báo cáo là có một cái đám cưới mà bây giờ tới ngay cái chỗ mà cái gì ngay chỗ cái chỗ mà ấy được mà cô dâu ấy với chú rể gặp nhau đó thôi, chứ ngoài ra là mạnh ai về nhà nó ở tức là mùa mùa cưới của cái Covid mà nó còn găng cái đó, có nghĩa là nhất định nhất quyết và không thể nào mà bà thành ra làm sao mà Covid mà sống nổi. Thì nói một cách như vậy thì cho nó chắc ăn, Việt Nam mình quá hay trên vấn đề và cương quyết trên vấn đề dập dịch. Và mình thấy vậy mình mới thấy cái ông Vũ Đức Đạm nhà mình thật sự là một cái ông nó có tâm và có tầm thật sự, và ông nhất định là đã nói ông ra trong 10 ngày là phải dập cho bằng được dịch. Mình thấy ông có tâm có tầm thì mình rất là mến ông và mình rất là phục ông, trẻ tuổi rồi nhiệt tình, cộng với lại những người và những cộng cái sự nhiệt huyết mà yêu dân yêu nước thì mình thấy rất là hay. Tâm huyết với đất nước. Tâm huyết đất nước, đúng rồi vậy đó. Thế thôi. Ngồi một chỗ mà đâu có chịu đâu, thức trắng đêm mới lo chạy tới đầu này tới được kia, thật sự là mình cảm thấy mình mến ổng. Thế thôi chứ còn ngoài ra giờ bây giờ thì cũng gần cuối năm rồi, coi như còn có mấy ngày nữa là hết năm rồi, năm 2020. Rồi ta chứ ta tay qua mẹ rồi. Rồi cái đây là nhưng mà cái điều này là ở Việt Nam còn có, mà mặc dù chống dịch thiệt nhưng vẫn còn có cái không khí Tết. Hiểu không? Cũng có bánh tráng, cũng có bánh chưng, cũng này kia, mặc dù không giao dịch là không có cách cách giãn của xã hội thật, nhưng mà nó vẫn còn cái không khí Tết. Còn ở bên Mỹ này mày nghĩ mày coi là không có ngày nào cũng giống như ngày nào, và bây giờ càng Tết á luôn má này còn còn sợ chết hơn nữa. Tại bây giờ nếu mà xuống chợ, tất cả mọi người mà xuống chợ mua bánh tét, mua nhang đèn gì cúng ông bà, lại ta sợ bị lây nhiễm, lại ta càng không đi, thành ra coi như là cũng như không có Tết luôn. Để tuần Thành ra sau á, để cuối tuần này á, tối con sẽ ra con quay, con review, con quay cái chợ Tết ở ở cái chợ Thủ Dầu Một này. Và buổi sáng sẽ quay buổi sáng, và buổi tối sẽ quay cái cảnh mà họ đi chợ Tết buổi tối, giống như chợ hoa, chợ này, chợ đúng kia, rồi, là con sẽ review lại cho mọi người xem. Đó, để hơi cuối tuần này là thứ bảy chủ nhật cái con rảnh nhà đúng con rồi. đi. Trời nhớ thấy qua mai thì tự nhiên là càng nhớ Tết hơn nữa mày. Mày mày làm riết Lại bắt hôm nay đầu nôn nao dạ à. sáng bên này bắt đầu người ta đổ bông đổ hoa, người ta trang trí đường phố là từ từ rồi, thì cuối tuần này là nhiều, là sẽ là đông lắm á, thì lúc đó con sẽ ra review, con đi review lại Rất là những cái lâu. cảnh đó, dạ đưa lên cho mọi người Nói một xem. cách cho tụi bay thương là như này, mấy chục năm bác không quan tới Việt Nam. Dạ
Cho nên năm ngoái thì nhất định về ăn Tết cho bằng được, nhưng mà nó không may là có chuyện của bà già bà mất, cho nên vì đó phải đi về rồi kẹt luôn tới giờ luôn. Thì tao nói hẳn với mày, bây giờ những người lớn tuổi giống như tao thì đa số họ đều ngó về vất đất nước Việt Nam mình bằng một cặp mắt mà nói một cách là thiện cảm, rồi nhớ về quê hương mình, rồi nhớ những cái Tết, rồi nhớ những tao nói với mày nghe, tao nói cái câu này rất là hoài. Tất cả những người bên Mỹ này hầu như đa số vẫn còn bồ mã, ông bà cha mẹ cô dù chú bác cô dì chú bác vẫn còn nằm ở Việt Nam, những người lớn tuổi, người đã khuất rồi đấy nha. Thì nói một cách khác hơn nữa là người Việt Nam ở nước ngoài này không thể nào từ giã cội nguồn được, chỉ có trừ những cái thành phần coi như là bất hảo, mà nó chỉ bất hảo có nghĩa là nó không coi trọng cha mẹ, nó không coi trọng thân nhân, nó không coi trọng tình nghĩa xóm giặc, thì nó mới có những cái thái độ và những cái chẳng như thằng Minh Đi Trương, thằng Thái là thằng đó là coi như thuộc là lùa về xúc vật là chứ không nói con người nữa. Bởi con người thường thường á là còn phải biết được cái nguồn gốc của mình. Còn nó thì nó không coi trọng nguồn gốc, bởi nó mới chửi toát sàn hồng lên, nó không chửi bất kể mà. Vì đó mình không có mình nghĩ thì mình thấy mình rất ư là khi coi thường thế thôi. Nên có cái có cái niệm mới là tụi nó là tụi mà ăn, thay vì ngày xưa người ta nói là ăn cháo đá bát, nhưng mà cái tụi này gọi là ăn cháo đó, mà đá đổ đá đổ lư hương, ăn đá đổ lư hương, đá đổ lư hương rồi xong còn lấy đồ chổi còn quét ra đủ đó. Chú thằng này là coi như tận cùng sự của khốn nạn rồi, mình không nói nữa mà. Dơ bẩn. Ok thì thôi có cái vài lời thôi, chứ bên đây không có, mà tao mày biết cái đánh tao rồi, mà từ nào mà có địch kìa, không có địch thì tự nhiên tao thấy không có cái gì để không có cái gì xung hết trơn, khổ đánh tao biết rồi, có địch kìa tao mới chịu. Anh Phạm Sơn, anh Phạm Sơn thấy chú Cầm lớn tuổi mà còn hăng dơ, còn hăng chiến đấu với địch, phải có địch mới có động lực để chiến đấu. Anh Phạm Sơn không biết nói gì, khổ lắm mà sao ngộ mày, không biết kia tao nói nguyên thuyên bất tận mà không có nó, tự nhiên sao nó bí sao mà bởi ông hàng quỷ. Tao hẹn mà, tao mà về được là tao lên ba mươi thuộc, là tao lên Pleiku là chết với nó, tao đè đầu nó đổ. Ok thôi chú trước đi, chú xuống đi, có gì chú hồi đi, có gì vui vui chú lên lại nghe. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú Cầm.